thì chiến tranh Ý sau khi gã đầu lòng và làm thì cái xe này chạy thời gian mà nó bị hở bạc anh em, cái tông nó có dấu hiệu nó hơi xước nhẹ rồi. Xe này zin nha, cắt tâm đa luôn, đúng cháy 58 ly. Thì xúc bóc này cũng bị xì nhẹ rồi, mình sẽ làm nhẹ là mình sẽ làm lên luôn. Cái này mình mới rửa sơ sơ cho nó đỡ nhớt đi, mình quay cầm quay cho nó sạch, chứ nãy nó đen thui rồi, nó đen giống như này rồi. Làm xong mà mình quay cho anh em xem khác biệt nha. Đây sau đây là mình ráp cái con SHI. Sau khi chạy lâu rồi nó bị hở bạc. Thì bây giờ mình lên cốt. Nó đang zin nó 58, mình lên 58.25. Nhưng mà mình đi cái loại bê tông này á, cái lá bạc nhớt của nó ngọn lắm, nó không có giống bình thường. Tức là đó, nó xài kiểu nở nó ngược, nó không có giống như cái bạc bình thường là nó xài một cái con sùng mà. Đó với hai cái miếng la bạc nữa, còn cái này là hai cái công nghệ khác, bảo đảm là tốt hơn cháy zin theo xe cho anh em. Đây là bên trong là Mentel piston rồi, SH 150 58.25 của Ý luôn nha. Tông này là không hao nhớt luôn, xe Ý nó Ý là cũ nó hay hao nhớt lắm. Cái bình đo bên trong cho anh em coi nha. Cái này zin nè, chạy mới mở ra lần đầu nè. 58 đúng rồi nè. Đo bằng cái điện tử chính xác thôi. Đó, 58.25 ha. Cái tông nó là rất là đẹp luôn. Cái nước mặt nhôm nó là sáng hơn cái tông zin luôn. Zin nó hơi rỗ nè. Cái thành ở dưới nó cũng đẹp luôn. Hãng bít tông này là chuyên gia công bít tông bạc cho máy bay luôn anh em. Trụ sở chính là ở Bỉ. Mà cái này sản xuất tại Ý. Mentel ha, hiệu này nè, Mentel. Rồi đầu làm xuống bắp lại, mình tăng tỷ số nén luôn. Đó, thấy không? Làm sạch hết đường nước rồi, cho nó không thoáng đường nước. Lòng, mặt lòng nè, mình làm mình phải kỹ, mình dạt mặt lòng, mặt đầu phải kín tuyệt đối, để nó không có bị lộn nước. Chứ mình thay miếng gòn luôn, thay miếng gòn nguyên lát mới luôn. Đó, xuống bắp nè. Ok, thì giờ để mình ráp xong rồi mình nổ máy cho anh em nghe nha. Đây cái thắt lý 22 á, sau khi mình ráp đầu lòng xong thì cái họng xăng nó dơ quá, mình phải làm luôn, đi làm xúc bếp phun luôn cho nó sạch hết. Đầu này mình mới ráp xong rồi. Bây giờ mình xúc cái hộp xăng cho anh em coi nha. Cầm lên. Bị mới luôn nha. Mày bị mới luôn nè. Rồi rồi. Bây giờ đúng rồi nè. Ủa, quay cần xuống. Rất là dơ luôn. Xịt tới đâu là ra tới đó. Sạch cho nó sạch hết để xe nó ngon hơn nè. Sạch bụi bẩn này. Cái đầu mình vệ sinh đồ hết rồi, mới tinh hết. Giờ mình chỉnh cò vô nó xong. Đây chỉnh tay rồi này. Sau khi mình làm xong rồi, làm hồng xăng, bít phun, bít tông bạc, lòng, đầu, bắp, cam cò,
nhưng mình thay cái lọc gió đầu trời luôn, nó giúp cái lượng gió nhiều hơn nha anh em. Cái lọc gió zin đó, cái vô dùng mới này, gió nó không có nhiều bằng. Cho cái cấu tạo của cái tấm lưới này nè. Còn cái lọc gió đồ chơi zin đó là chạy thời gian nó kẹt bụi này nè, nó không có ra được. Thì cái xe mình nó hao xăng hơn. Đây này, gắn lọc gió này vô đi. Hai lọc gió đồ chơi nó sẽ ngon hơn. Bây giờ mình chuẩn bị nổ máy. Đây, sau khi mình ráp máy xong hết rồi, xả nước cũ ra xúc luôn cho nó sạch cái két. Bây giờ mình nổ máy như thay cái nước dây nhiệt Any Agip quẩy á. Có thắng rồi, nổ luôn đi. Có từ từ thôi, vững chàng thôi. Xe làm rất là im nha anh em. Tay cái bích tông bạc của Minh Tèo của Ý. Thay lọc gió, nước dây nhiệt, nhớ xả nhấn láp luôn, xả nhấn láp rồi đổi nhấn láp mới luôn. Nè, em cầu điện thoại mình nha. À, mà rất là im. Cái này gáp dần áo vô nó còn im nữa nha anh em. Tại mở dần áo á, cái tiếng chạch chạch này là của cái bếp phun á, nó phun áp rất cao á, kêu chạch chạch chạch, cái máy là rất là im luôn. Nha. Còn làm mấy chiếc nữa nè. Vario. Rồi lọc gió. Làm cái motor thay cái bugi. Rosa Aspect. Để anh em nó xem cái clip nha. Cái clip chiếc SH mới vừa làm máy xong rồi anh em. Làm đầu với lại lồng bị hở bạc đó anh em. Bị kêu đầu nhẹ. Cái này mới vừa làm xong luôn. Mình test thử cho anh em xem. Gì kỳ vậy ba? Quên. Đẩy xuống, đẩy xuống. Đẩy xuống mọc. Bao im nha anh em. Nghe luôn. Test cho anh em xem thử bắt nó nha. Anh em có nhu cầu liên hệ mình nha. Em nghe đời cái lên nè, đời nhẹ lên rồi. Đắt. Không đời nhẹ rồi lên. Máy